Ông Trump, hiện là ứng viên tranh cử Tổng thống 2024, bất ngờ nói đã bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố. Các nguồn tin ở Mỹ sau đó xác nhận có vụ truy tố trên. Theo đó, ông Trump khẳng định đội ngũ pháp lý của mình đã nhận được thông tin ông bị truy tố từ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trên mạng xã hội Truth ngày 9 tháng 6 giờ Việt Nam, ông Trump chỉ trích chính quyền Biden. Chính quyền tham nhũng của Biden đã thông báo với các luật sư của tôi rằng tôi đã bị truy tố, có vẻ liên quan tới thông tin dối trá về những cái hộp. Một số tờ báo Mỹ cho biết ông Trump đã bị truy tố vì 7 tội danh. Những tội danh này liên quan tới việc xử lý tài liệu mật của chính phủ và cản trở công lý. Ông Trump viết rằng bản thân đã nhận lệnh triệu tập để trình diện tại tòa liên bang ở Miami vào ngày 7 tháng 6. Luật sư của cựu Tổng thống Mỹ tới nay chưa bình luận gì. Trong khi đó, phát ngôn viên của công tố viên đặc biệt Jack Smith phụ trách cuộc điều tra này cũng từ chối bình luận, theo Reuters. Hiện chưa rõ ông Trump thực sự bị cáo buộc tội gì. Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về việc ông Trump có xử lý sai cách đối với các tài liệu mật mà ông lưu giữ sau khi rời Nhà Trắng năm 2021 hay không.